Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ơ? Đây à? Qua đây. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi, lên bản đi. Hợp lý rồi. Thì thôi anh em ơi. Ơ quên mất. Từ từ đã, xem còn gì không lượm luôn. Trước hết là mình sẽ quần máu cho nó đầy cái đã. Hợp lý luôn. Ê thằng chân. Đây rồi, bên này, bên này. Thể như kiểu bị đá là chim ấy anh em ơi. Mấy ông này lại liên tục xuất hiện cơ. Hơi bị sợ. Chết tầng à? Phải không vậy ta? Ơ cái đậu xanh. Xong. Mấy cái đứa này toàn kiểu chơi game mà núp thế này chơi làm gì hả em ơi. Đây là game sinh tồn, not game núp nha em. Lượm thêm xíu bong keo này. Hiện tại thì mình khá là hài lòng với những trang bị đang có luôn. Quần máu. Đúng rồi em, bọn nó tuổi tôm với anh. Tuổi gì nhá. Có 4 cái bong keo. 8 tiếng máu có nhiều quá không anh em? Không nhiều quá đâu. Vừa thấy trong UV có người sao, hình như là có một đứa bên này. Góc này anh em ạ. Tôi sẽ đi lùa nó như lùa vịt luôn anh em ơi. Tìm chưa ra nhá, nhưng mà bên dưới có nâng giáp đấy. Chưa ra thì coi như là xuống dưới nâng giáp tạm đi anh em ơi. Ở vãi trưởng. Hay. Mày lại cắn trộm anh đấy à? Thật nào đây? Ở đây, ở đây. Nó ở đấy anh em ơi. Thôi được rồi, anh không thèm ăn giáp nữa. Anh lên đến sơi chú này. Đừng, đừng mặt ê. Làm sao qua đây. Tí nữa nó hại mình nhá. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa em ơi. Ơ kìa em ơi, lên bản đi thanh niên. Mình sẽ quần máu luôn cái đã anh em ơi. Quấn full cẩn thận luôn chứ ngại gì nhở. Đấy, hợp lý. Ok luôn này. Lượm được thêm mấy quả bóng keo. Nói chung là khá là ổn. Ơ, sửa chữa cái bộ giáp cái đã. Bên dưới này có cái nâng giáp nên là mình sẽ xuống ăn luôn nha anh em. Ăn cho nó lên luôn giáp trắng. Ê, có mìn à? Ơ, vãi trưởng. Cái lúc mình soi vào thì nó lại không hiện. Thề. Rồi xong, giáp trắng luôn anh em ơi. Thế này đã đủ ngon chưa anh em? Tầm này mình nghĩ là chúng ta sẽ đu luôn cáp treo nha anh em. Lên trên này thì anh em sẽ có một cái góc cao hơn anh em xem có đứa nào chạy bò hay không ấy. Là anh em đều biết được cả luôn này. Đấy, một cái góc nhìn xung quanh rất là rộng. Và nói thật thì anh em cũng khá dễ sanh mộ. Một đứa ở dưới. Thằng kia đứng lại. Mày đứng lại. Bất có 50 máu thôi anh em ơi, không đáng lo lắm. Đứng lại mày. Xong luôn. Đây là màn đu dây kêu địch đến từ vị trí của kẹo. Trên này có người ấy hả? Bình tĩnh đi. Tôi sẽ qua đây đã anh em ơi. Ủa, người đâu ta? Người chỗ nào bị nhỉ anh em, tìm không ra luôn. Cái đậu xanh nó lại núp ở trên rồi. Tôi thề với anh em, thằng bé nó lại núp ở trên rồi, đấy đấy. Chỉ giỏi cắn trộm thôi anh em ấy. Cắn trộm anh à, cắn trộm đi. Mày cắn trộm đi em ơi. Mắn cho nó nát gáo luôn anh em. Cắn trộm à. Bây giờ chú thích solo hay là thích cắn trộm? Thích cắn trộm thì anh chiều nhá. Mình lên mình xử lý nó luôn anh em ấy. Không thể để cho nó gáy ở đây được nữa. Cứ gáy mãi vào em. Lên thì đừng hỏi tại sao xanh mộ em nhá. Đây rồi. Đó, ui ui, phá xe mình cơ, sợ nhờ. Ui, gì đấy bạn ơi. Phá xe mình cơ. Ui, mình lại sợ bạn quá cơ. Làm sao? Đâu? Thằng nào? Thằng nào vừa động vào xe tao? Ở đâu đấy? Ui, nó sợ nó chạy mất dép rồi anh em ơi. Vừa động vào xe tao à thằng này láo. Được. Qua đây anh bảo.
qua đây anh hỏi tội này. Láo này, láo này, vừa động vào xe anh này. Cái thứ mất dạy. Nó vừa tính nó phá hủy xe mình luôn cơ anh em ơi. Nên là cái thằng này phải cho nó lên bảng đếm số, phải trừng trị nó là chính xác rồi anh em. Ok ok ok, còn máu đã. Chẳng biết nó còn nhiều máu không, tranh thủ trôm của nó siêu máu. Ui, có người, có người, có người. Ở trên à? Ở trên thì xuống dưới đi. Ở trên thì xuống dưới đi. Đây còn làm gì ở đấy nữa? Xuống dưới đi hộ cái. Đây à? Đây à? Tưởng ở đâu cơ? Tưởng ở đâu cơ? Đã bảo là ở trên thì xuống dưới đi hộ cái mà mất công người ta tìm. Đó, lượm thêm được tí máu này. Ngon lành. Ui dồi ôi, cứ phải gọi là ok không nhở? Ê, có bóng keo này, hợp lý. Đi thôi mọi người ơi. Đặt đạn connect rồi đã. Rồi ok. Chiến nào mọi người. Anh em công nhận tôi lấy xe lụa không bị lật luôn cả xe rồi. Mười người trận đấy nha anh em. Mong rằng trận này mình sẽ sống dai và không bị rớt mất cái top 1. Nãy mấy trận rồi, suýt top 1 mà tiếc quá nhỉ anh em. Chơi game toàn gặp những cái pha mà đai không thể có tình huống cứu chữa. Thế thì đến anh em cũng quỳ chứ, nói chi là mình nhỉ. Rồi xong. Thế bên này là có ai không? Tốt nhất đây anh em nói thẳng với anh em. Ghé qua công xưởng xíu. Đấy. Chỗ này thì mình thấy là khả năng cao có nhiều người đấy. Thôi thì cứ ghé qua tí mất gì đâu anh em. Đấy 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 đấy. Có đứa ở trên đồi. Đây rồi. Ui, vãi trở gác. Gác. Xuống đây đi bạn ơi. Nó xấy mình dã man nhở. Phá bom keo luôn cả. Phá bom keo này. Phá bom keo này. Phá bom keo này. Thanh niên. Thích phá bom keo không em? Phá bom keo thì xanh mộ đi em ơi. Bên này có người. Góc này còn người luôn nha anh em. Ui hai đứa luôn, hai đứa luôn. Hay lắm. Mình sẽ sơn luôn cả hai đứa anh em ơi. Chơi luôn chứ tôi ngại gì. Chạy vào bo nhanh. Rồi một đứa đã bị hạ. Còn một đứa nữa. Vào đây em ơi. Vào bo đi em ơi. Ở góc này à? Phải không vậy ta? Đây rồi. Đây rồi. Vào bo đi em ơi. Không vào bo cả. Không vào bo này. Anh đã bảo chú vào bo rồi cơ mà, tại sao lại không chịu vào? Mấy thằng như này thì lấy bảng điểm số đi. Vẫn cứ là ok anh em ơi. 5 mạng nữa. Mình không biết là bên bờ bên kia còn ai không cơ. Bom keo thì mình đang còn tận 7 bom keo. Ủa? Chỗ này không có ai thật hả? Cái đậu xanh. Trốn đâu hết cả rồi mấy đứa ơi. Bom keo này. Ui dồi ôi đủ ngon chơi anh em ơi. 11 cọp bom keo nhá, ở người đâu? Hình như đây có người à? Ở đây có người này. Ui ở đây có người này. Cứ tưởng ở đâu cơ, cứ tưởng ở đâu cơ. Cứ tưởng ở đâu cơ. Lấy con xe motor chắc đánh qua xử nó. Thanh niên kia sống hơi lâu rồi em ạ. Bây giờ là đến lúc chú phải ra đi rồi nhá. À lái xe chặn cầu luôn cả. Ghê nhở. Ghê nhở anh em thằng này. Được lắm. Sao mình vừa nghe thấy tiếng chân mà lại không thấy nó đâu? Dưới chân cầu á hả? Hay là đâu vậy?
Hơi khoai anh em ơi. Tầm này là hơi khoai nha anh em, không thấy người. Mình nghĩ là mình nên lấy xe quay lại nó an toàn hơn. Bây giờ là sắp top rồi nên là phải chơi cực kỳ cẩn thận nha anh em. Đấy, top 3 rồi đây này. Năm sau cố gắng kill nốt hai thằng nữa để lấy luôn được cái top 1 này. Đi anh em, đi anh em. Khao khát top 1 đang gọi là được dâng lên anh em ấy. Chỗ nào? Chỗ nào? Mình vẫn nhớ ở đây nãy có người này. Thằng kia đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại em ơi. Ui, xe nó chạy hơn. Nó chạy nhanh hơn xe mình. Pha này chặn đầu nó hơi khó. Mình sẽ cố gắng mình tạt đầu nó anh em ơi. Thì mới hạ được nó nhá. Ơ đừng. Ơ đừng. Đừng như vậy. Đừng như vậy chứ bạn ơi. Đừng như vậy chứ bạn ơi. Đừng như vậy chứ bạn ơi. Muốn gì? Thôi xong mày xin mộ với anh rồi em ơi. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Hay lắm em ơi. Xuống xe đi em ơi. Góc này có một đứa này. Góc này có một đứa này. Cái đậu xanh này. Thằng kia lên bảng. Lên bảng đi em ơi. Không sống được đâu nha em ơi. Lựu này. Lựu này. Chạy đi em. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Ui dồi ôi. Yes. Xong 11 kill. Vậy thôi anh em. Trời ơi tuyệt vời nhở. Nó lại tuyệt vời quá đi các bạn ơi. Hôm nay mình đã có được 11 kill ở trong cái trận đấu này rồi nha anh em. Ơ có mấy quả lựu này. Với bom kem mình cực kỳ nhiều nhá. 7 quả lên anh em ơi. Yes. 11 kill thứ 1. Được cộng luôn làm quả 45 điểm. Với nhân vật mới là Joseph nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.